Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh mua bán âm thanh máy của Tuấn Anh Kinh Giang. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa để trong phòng rất là nhỏ gọn, xinh xắn. Đó chính là một mẫu loa mini Onkyo đời cao anh em nha. Con này thì rất là đẹp và nó được sử dụng một loa mid 12 cm và một loa chép đom lụa nha. Đây như anh em có thể thấy này, cái gỗ nó rất là đẹp này. Gỗ rất là đẹp, hầu như là rất là nặng luôn. Em cầm lên một cái thì mỏi cả tay đấy ạ. Đấy. Em sẽ quay tổng thể cho anh em xem. Này, rất là đẹp luôn này. Đây là dàn cặp loa trong dàn loa chung em mang bên Campuchia về để cặp loa nhỏ này nha. Nó là dạng đời cao. Rất là cao, rất là đẹp này. Và cái cặp như thế này thì rất là thích hợp cho anh em nào để trong phòng ngủ của mình hay là trong những cái bàn làm việc á, nghe những cái bản nhạc hòa tấu hay là nhạc bolero hài ngoại trữ tình cũng rất là hay. Và cái cục này thì anh em có thể kết hợp với những con âm ly tầm 100W đổ lại như dòng máy của Nhật Onkyo, Yamaha hoặc là Denon 390. Những cái dòng này thì đánh với những cái cặp loa này rất là hay. Rất là đẹp nha anh em nha. Rất là đẹp luôn. Cái cặp nó đây. Giá của nó thì cũng rất là rẻ thôi. Và đằng sau của nó là nó có nó thiết kế một cái khe thông hơi. Đây hình khe này rất là dài và rất là sâu nha. Cái cặp này cũng rất là tuyệt vời. Em cũng đã test cái cặp này rồi, nghe rất là hay nha. Và đây là model của nó đây. Model là Onkyo DS7GX. Và cái con này nó được công suất của nó là 70W và trở kháng là 8 ohm. Nó bị chảy hết miếng rồi. Đằng sau nó có khe này, rất là tuyệt vời anh em nha. Đấy, khe này thì có thể đánh bass ra nhưng nó sẽ dày hơn là những cái thùng không có khe nha. Bởi vì đây là dòng loa mini đời cao. Đấy, gỗ nó rất là nặng nè và rất là đẹp. Qua xe này cho anh em xem. E căng nó còn đầy đủ nha. Đây là e căng này mình giặt đi thì nó sẽ mới thôi. Hầu như là rất là đẹp nè. E căng nó còn cả tem luôn, tem Onkyo đây. Thích hợp cho anh em nào mà để trong phòng ngủ hay là phòng nhỏ hay là bàn làm việc mini của mình nha. Rất là đẹp, xinh xắn. Còn vậy giá thành của nó thì cũng rất là hữu nghị thôi. Tầm 1 triệu thôi mà được cặp loa rồi. Nghe rất là hay. Em sẽ mở ra cho anh em xem nội thất bên trong nha. Đây, đây chính là củ loa nó này, anh em có thể thấy là nó 7 màu luôn. Còn với là một chép đâm lụa. Chép của nó đây. Rất đẹp anh em nha. Đây này, cái củ nó rất là dày, rất là to và nặng nha, cầm rất là nặng này. Đây em có thấy này, củ nó này. Và đằng sau nó thì nó cũng ghi là tên thương hiệu Onkyo, nó có số mã số của nó đây. Và công suất là 25W. Và China. Con này thì được sản xuất tại bên China. Nhưng mà đồ linh kiện hay là công nghệ hầu như là của Nhật 100% nha, nó chỉ đáp tại bên China thôi. Đấy, nó có chữ China này. Con này 7 màu luôn, rất là đẹp anh em nhé. Tiếng rất là hay rồi, em cũng đã test cái cặp này rồi, tiếng rất là hay. Và cái cổ chép đom của nó đây cũng là cổ chép 24 Onkyo, mã số của nó, công suất 25W, trở kháng là 5,5 ohm, cũng là China. Em có thể nhìn thấy này, nhưng mà đồ xịn hết nha, đồ xịn của Nhật hết. Đấy,
những cái dòng này toàn hoàn xịn thôi. Còn ở trong của nó đây, ở trong của nó thì nó chỉ có dây điện với lại những cái lót căn phân năm thôi. Đó, những cái bông lót thôi và nó có một con tủ cản chép là xong rồi. Đấy, cái thùng này nó chỉ có bao nhiêu thôi. Nên được cái cổ loa rất là chất nha. Cổ loa của nó là 7 màu luôn. Hầu như cầm lên là rất là thích này, muốn gần bằng mặt luôn rồi. Cái cổ nó này. Để ý này, nó gần bằng mặt luôn rồi. Nhìn rất là thích ạ. Còn gân là gân về loa thì là gân cao su. Còn zin và màn là màn carbon nha. Rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Đây vẻ mà sẽ báo giá luôn là 1 triệu đồng một cặp này. Đánh rất là hay, tiếng rất là tí tách. Đặc biệt cái chép của nó là chép đôm nên tiếng nó sẽ bén, rất là bén nha. Đấy, con lỗ thông hơi nằm sau cái này. Để cho phòng nghe rất là hay luôn ạ. Nghe bát nó cũng rất là nét, sâu. Đấy, giá là 1 triệu thôi. Con này là giờ loa đời cao của dòng Onkyo Mini. Trong giờ Mini ra nha. Vì cái cục nó hư rồi thì em sẽ bán cái này. Ở đây thì nó có khắc một cái model của nó đây. Đây là DS7GX. Khắc ở trên full ở trên cái mặt loa đằng trước luôn. Rồi giá 1 triệu đồng anh em nhé. Giá 1 triệu chưa bao gồm với ship nha. Ship tập là cặp này tầm khoảng 100 ngàn đồng lại thôi. Cũng rất là rẻ. Rồi anh em nào quan tâm thì xin mua đồng điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Ship hàng toàn quốc. Và giá là chưa có bao ship anh em nha. Giá 1 triệu thôi, chưa bao ship. 1 triệu thôi, đánh rất là chắc rồi. Rồi em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm và theo dõi video của em ạ. Em xin kính chào tạm biệt.